Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trần Đức Bền. Trước tiên tôi xin cảm ơn anh chị đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tôi đã có 5 năm làm cố vấn dịch vụ tại Toyota Láng Hạ, 6 năm phụ trách phòng kinh doanh tại Toyota Mỹ Đình. Và hiện tại tôi đang phụ trách mảng kinh doanh xe đã qua sử dụng. Và nếu như anh chị đang có nhu cầu bán lại những chiếc xe mà anh chị đang sử dụng thì chúng tôi xin cam kết là mua lại chiếc xe của anh chị với giá cao nhất thị trường. Và số tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp cho anh chị ngay sau khi giao dịch thành công. Và nếu như quý anh chị đang có nhu cầu mua những chiếc xe đã qua sử dụng thì tôi mong muốn được cung cấp cho anh chị những chiếc xe với chất lượng là tốt nhất cũng như là giá cả hợp lý nhất so với thị trường. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi có chương trình định giá ô tô là hoàn toàn miễn phí. Nếu như anh chị cần sự hỗ trợ từ chúng tôi thì hãy vui lòng gọi điện cho số máy cá nhân 0984 925 000 hoặc số hotline 0939 63333 để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.